Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị triển khai công tác dân vận và mặt trận Tổ quốc quý tư năm 2021. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì hội nghị. Thời gian qua, các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng đơn vị. Công tác giám sát phản biện xã hội tập trung vào các lĩnh vực nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và nhân dân, những vấn đề dư luận quan tâm, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đề nghị quý tư năm 2021, Ban dân vận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xử lý ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình các địa bàn có điểm nóng, phức tạp để kịp thời tham mưu với cấp ủy có biện pháp chỉ đạo giải quyết, chăm lo đời sống cho nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.